Phạm Gia giới thiệu đến anh chị em một bộ bàn ghế cho không gian phòng khách nhỏ. Bộ bàn ghế này thì sẽ phù hợp với những cái không gian phòng khách có chiều rộng khoảng 4 mét vuông. 3 đến 4 mét vuông là được. Thì như kê như trên màn hình anh chị em đang xem thì chiều rộng nó khoảng 2 mét là kê được một bộ bàn ghế như này. Chiều dài ghế cũng 2 mét, chiều rộng ghế của cả bộ khi kê cũng khoảng 2 mét. Nếu không gian khoảng 3 mét thì anh chị em kê bộ này thì lối đi vẫn còn lại 1 mét. Cái mẫu ghế này là mẫu ghế móc mỏ. Để anh chị em nhìn các cái móc này. Hàng này là hàng kỹ thuật cao ấy. Vì sao hàng kỹ thuật cao? Bởi vì tất cả các cái móc kia làm để có cái tỷ lệ đối xứng hoặc tỷ lệ cân đối rất là khó. Người thợ mới làm nghề mộc là không làm được cái hàng kỹ thuật cao này. Anh chị em cứ nhìn vào các cái móc mỏ. Nó có cái sự đối xứng rất là đều. Móc làm rất là đẹp luôn. Phải đòi hỏi người thợ phải tay nghề rất là cao mới làm được cái hàng này. Nó khác với cả các cái hàng phẳng, thẳng thì dễ hơn rất là nhiều. Cái mẫu ghế móc mỏ này thì có hai kiểu, một là cái vách kia bằng gỗ, hai là vách bằng đá. Đây nếu vách bằng gỗ thì bên dưới nó toàn bộ gỗ như này. Còn đây là vách bằng đá. Khách hàng đặt cái xưởng Phạm Gia làm bằng vách bằng đá. À, nổi bật hơn bộ sản phẩm này. Đấy. Và chất liệu của bộ ghế này là gỗ gõ. Đây là gỗ gõ để mộc, hiện tại là bên em chưa sơn. Đây, em quay cận cảnh và để anh chị em xem tham khảo luôn. Đấy. Cái gỗ gõ này thì chất gỗ nó đanh, cứng, tom gỗ nó hơi to. Nó không mịn được như hương đá rồi. Đấy. Nhưng màu lại màu sáng. Còn hương đá đây, phía đằng sau lưng đây em là hương đá là màu nó màu hồng. Màu hồng, màu đỏ. Còn gõ này là màu vàng. Để anh chị em tham khảo luôn về các loại chất gỗ. Gỗ hương và gỗ gõ. Đây. Ở đây em là làm bằng gỗ hương này. Đây là mặt trái của một chiếc ghế sơn thủy gầm đấy. Bên em làm sạch sẽ luôn. Toàn bộ gỗ hương. Còn gỗ gõ thì màu là vàng này nhé. Đây là chiếc ghế dài. Và tiếp theo là chiếc bàn. Chiếc bàn thì khách hàng của bên em cũng đặt là mặt bằng đá. Xung quanh là gỗ bao quanh, mặt ở giữa bằng đá. Đá này là đá tự nhiên nha anh chị em nhé. Đá tự nhiên nhé. Không phải đá nhân tạo đâu. Và bên dưới bàn thì có một cái hộc để đồ. Đây. Bên dưới bàn nó có một hộc để đồ đây. Làm rất là cẩn thận, các cái đường ghép này, khớp nhau luôn, rất là dẻo. Quai túi tròn trịa. Và những chiếc ghế đơn cũng vậy. Anh chị em hãy chiêm ngưỡng những chiếc ghế đơn các nghệ nhân làm. Cái phần tay này, đấy, anh chị em thấy các cái móc này. Thế người thợ bình thường không làm được những hàng như này. Hàng này rất là khó. Khó về phần kỹ thuật. Để làm được một chiếc ghế cân kiện đối xứng đẹp như này thì đòi hỏi người thợ phải có tay nghề rất là cao. Đây. Hai chiếc ghế đơn. Hiện tại em đang ngồi ở ghế dài. Đối diện sang hai chiếc ghế đơn để anh chị em tham khảo. Bộ ghế này thì rất là đẹp. Phù hợp với những cái ngôi nhà cổ, nhà ba gian. Kê những bộ ghế như này thì nhìn rất là sang trọng và tinh tế luôn. Và một bộ ghế này thì cũng rất là rẻ. Bộ ghế này có hơn 20 triệu thôi. Anh chị em tham khảo. Nếu mà anh chị em mà quan tâm, hãy liên hệ trực tiếp với đồ gỗ Phạm Gia theo những số hotline hiện trên màn hình. Xưởng em sẽ tư vấn chi tiết hơn. Và mẫu ghế này thì bên em có cả gỗ hương đá nữa. Đó. Ngoài mẫu ghế móc mỏ này ra thì bên Phạm Gia còn những cái mẫu ghế sơn thủy cho không gian phòng nhỏ hoặc là phòng hội nghị. Anh chị em tham khảo thêm.